Khoảng giữa đời vua Lê Thánh Tông, ở gần Thăng Long có một chàng trai con nhà giàu nọ, mới đôi mươi tuổi, được cha mẹ cưới cho một cô vợ rất đẹp. Được nửa năm, chàng phải khăn gối cùng lão nô bộc lên kinh tìm thầy học thi thư lễ nghĩa. Buổi tiễn đưa cô vợ quyến luyến nhưng khuyên nhủ chồng. Anh chồng gật đầu và tạm biệt. Cô ở nhà một lòng chăm lo cho cha mẹ, hết lòng hiếu hạnh. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, bỗng một đêm khuya, cô vợ thấy chồng cài cửa buồng vào. Ngạc nhiên hỏi thì anh chồng thủ thỉ đáp là vì thương nhớ vợ mà không đi xa, lựa nơi gần nhà mà học. Cô vợ yên chí và yên lặng vào giường. Vợ chồng đầm ấm cho tới lúc gà vừa gáy thì cùng nhau từ biệt. Hôm sau, vợ lại cũng thấy chồng tới. Chuyện ân ái cứ tiếp diễn đêm đêm. Đến nửa năm trời cũng không ai hay biết. Nhan sắc cô vợ thì mỗi ngày một sút kém hơn, như là bị bệnh tật gì vậy. Cha mẹ tưởng con dâu nhớ chồng nên bàn với nhau gửi thư bảo cậu học trò về thăm nhà. Cậu con nhận được thư liền xin phép thầy trở về. Khi tới nơi, anh ta vội vàng vào chào cha mẹ. Người cha hỏi đến sự học tập, thấy con trả lời lưu loát thì mừng lắm. Chiều tối sau bữa cơm đoàn viên, anh chồng vào trong phòng riêng và trò chuyện với vợ. Cô vợ lại bảo chẳng phải đêm nào chàng cũng mò về tìm thiếp hay sao. Nghe cô vợ nói như vậy, anh chồng mới nổi giận mắng: suốt nửa năm nay ta chưa về một lần nào, có lão nô bộc làm chứng, sao nàng lại dám cho kẻ đó là ta chứ. Cô vợ khóc trầm lên chạy đi tìm cha mẹ chồng, rồi thuật lại câu chuyện xảy ra trong thời gian qua cho cả nhà nghe. Dứt lời, bà mẹ chồng dặn nhỏ nàng dâu: hễ cứ đêm đến con thấy kẻ nào lẻn vào trong, cứ ôm chặt lấy nó rồi hô hoáng lên, mẹ và mọi người sẽ vào. Ba đêm sau, ông bố chồng đang nằm ngủ ở nhà giữa thì bỗng nghe tiếng con dâu hô hoáng. Cả nhà xô đến bắt được đứa gian phu trói vào cột. Sáng dậy, cha mẹ chồng nhìn kỹ thì kẻ ấy chính là đứa con trai của mình. Cô vợ đến nhận cũng chính là chồng của mình. Có người bạn sao chẳng đi tìm anh kia vậy mà xem sự thể như thế nào, thật hay giả mới có thể định được. Người cha dội cho người đi tìm con về. Khi về tới nơi, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai người giống nhau như đúc, không phân biệt được. Cha mẹ chồng đưa hai người lên huyện nhờ quan phân xử. Quan không xử được, bèn đưa vào trong triều. Vua Thánh Tông đích thân ra xét việc. Cả hai người đều đứng ra giữa sân rộng. Nhà vua truyền vệ sĩ cởi áo xem kỹ diện mạo thân thể. Thì thật là kỳ lạ, hai người không những giống nhau cả về bề ngoài, mà ngay cả đến những cái nốt nhỏ trong cơ thể cũng không mảy may sai khác. Vua than: một người trị vì thiên hạ mà có cái án ma quỷ trá hình cũng không xử được. Để gia đình kia thêm một con quỷ, cô gái kia thêm một người chồng quỷ, tất nhiên nó sẽ biến qua thêm nữa rồi. Than xong, nhà vua sai thắp hương dâng lên đức Phụ Đổng Thiên Vương. Đức Phụ Đổng ứng linh cho phán: đó là con chuột thần tinh, một con chuột già lâu năm, ăn nhiều tinh hoa của mọi vật mà quá thầm yêu quái. Nước lửa không thể giết, bùa phép không thể trừ. Nó là con yêu tinh biến hóa và bậc nhất kể từ xưa tới nay. Thần xin bệ hạ, xin kiếp của gương thiêm sôi xuống để thử trừ khử xem sao. Nói xong, Đức Phụ Đổng lấy hương thư vào hai lá bùa, sai đem dán vào lưng của hai người. Loại yêu quái gặp bùa ấy có muốn trốn chạy cũng không sao chạy đi được. Sáng hôm sau, vua lại truyền đem hai người ra đứng giữa sân rộng. Bỗng dưng thấy mây mù che phủ, và giữa sân có một lằn chớp lóe sáng lên. Giây lát thì trời quang, hai người một thì tinh thần vẫn như thường, còn một thì đã hiện nguyên hình là một con chuột ngũ sắc, râu trắng như tuyết, chân có bốn móng, cân nặng độ trăm cân, tai mắt mũi mồm đều hộc máu đen ra mà nằm chết ở giữa sân. Cá triệu một kích, ai cũng hoảng sợ. Và đó là con chuột tinh đã bị khí thiên của gươm Đức Phụ Đổng hạ diệt. Nhà vua ngước mắt lên trời, chắp tay làm lễ tạ ơn, rồi sai đem xác chuột đốt thành tro tán xuống sông.
vụ án được xử xong, cô vợ anh học trò nhà giàu nọ sau phải điều trị mới giải hết nọc độc của chuột tinh, và nhan sắc cũng trở lại như xưa.